Nám mảng trên gò má không chỉ là cái vấn đề mà thẩm mỹ mà còn có thể là dấu hiệu của những thay đổi bên trong cơ thể. Bạn có bao giờ tự hỏi liệu mình có thể điều trị chúng một cách triệt để và an toàn? Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái phương pháp điều trị nám mảng không xâm lấn, hiệu quả từ gốc rễ, giúp bạn không chỉ xóa bỏ nám mà còn tái tạo lại làn da khỏe mạnh hơn. Trước khi đi vào nội dung chính, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Mai Suha sẽ trả lời tất cả các câu hỏi cho các bạn. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một lượt like để tạo động lực cho Mai tiếp tục làm các video tiếp theo nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái nội dung chính của ngày hôm nay. Làm thế nào để xử lý nám mảng ở hai bên gò má? Trước khi bắt đầu xử lý thì chúng ta cần xác định rõ đây có phải là nám mảng hay không. Có rất nhiều trường hợp không nhận biết được rõ ràng giữa nám mảng và nám chân sâu, nám hỗn hợp hoặc là nám cánh bướm. Có một phương pháp tiêu chuẩn để chuẩn đoán chính xác là sử dụng đèn gút. Đây là cái phương pháp mà nhiều chuyên gia sử dụng, trong đó họ dùng để soi lên cái bề mặt da. Đèn này thì phát ra tia cực tím, giúp chúng ta nhìn rõ hơn về cái tế bào sắc tố melanin trong nám mảng so với khi nhìn bằng mắt thường. Khi soi đèn, nếu nám mảng xuất hiện rõ hơn so với khi nhìn trực tiếp, đó chính là nám mảng. Nếu là nám chân sâu, màu của nám sẽ mờ hơn khi soi đèn so với nhìn trực tiếp. Đây là cái cách xác định tiêu chuẩn chính xác nhất. Tuy nhiên, nếu bạn không có điều kiện đến phòng khám, bạn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình. Nám mảng thì thường xuất hiện ở cả hai bên gò má, rất hiếm khi chỉ có ở một bên. Nếu chỉ bị ở một bên thì thường nó sẽ liên quan đến nám chân sâu hơn. Nếu bạn chưa xác định được cái loại nám nào của mình thì hãy chụp ảnh và gửi vào cái bình luận bên dưới video này. Mai Suha sẽ tư vấn cho bạn. Sau khi đã xác định được loại nám thì chúng ta sẽ đi vào cái việc điều trị. Trước hết là chúng ta cần phải hiểu rõ cái nguyên nhân nám để có thể lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp. Nếu nám mảng xuất hiện từ trước mà chưa có bất kỳ xâm lấn nào trên bề mặt da thì cái việc điều trị rất là dễ dàng. Trái lại là nếu nám xuất hiện sau khi da đã bị tổn thương, ví dụ như là sau khi lăn kim này, phi kim hoặc là bưu da và có cái tác động tia UV thì cái việc điều trị thì sẽ rất là phức tạp. Với nám mảng xuất hiện từ trước mà không có sự tác động nào lên da, cái việc điều trị sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Trước khi xử lý nám mảng, chúng ta cần xác định nguyên nhân gốc rễ của việc hình thành các tế bào sắc tố. Tia UV từ ánh nắng mặt trời là cái nguyên nhân chính gây tổn thương các tế bào da, khiến cơ thể sản sinh ra melanin để bảo vệ da. Melanin thực chất là cơ chế bảo vệ của da, nhưng vì liên quan đến cái vấn đề thẩm mỹ, chúng ta cần loại bỏ nó. Khi muốn loại bỏ melanin thì chúng ta cần tạo ra một cái hàng rào bảo vệ để thay thế. Nếu không có hàng rào này thì cơ thể sẽ tiếp tục sản sinh cái melanin để bảo vệ da khỏi cái tác động bên ngoài, dẫn đến là cái việc nám nó tái phát. Đầu tiên để điều trị nám là tạo ra một cái hàng rào bảo vệ da. Các bạn có thể sử dụng kem chống nắng, xịt chống nắng hoặc là các cái phương pháp che chắn khác để bảo vệ da khỏi cái tác động của tia UV. Việc chống nắng là bắt buộc trước khi tiến hành điều trị. Nếu không chống nắng, mọi nỗ lực điều trị đều sẽ vô ích. Sau khi chống nắng đầy đủ, chúng ta mới bắt đầu điều trị nám. Có rất là nhiều cách điều trị khác nhau. Bạn có thể điều trị tại nhà hoặc là các cơ sở thẩm mỹ. Đối với điều trị tại nhà thì cái phương pháp cơ bản là loại bỏ các tế bào sắc tố trên da và ức chế không cho chúng tái phát. Điều này thì bao gồm việc sử dụng các sản phẩm chứa thành phần như retinol, acid salicylic, arbutin hoặc là vitamin C giúp làm sáng da và ngăn chặn sự tái phát của sắc tố melanin. Một số sản phẩm trên thị trường có thể được sử dụng như là bưu da hoặc là các cái sản phẩm chứa acid salicylic, arbutin hoặc là vitamin C. Các cái thành phần này thì giúp làm mờ nám và ngăn chặn sự tái phát. Tuy nhiên là hiệu quả của các cái sản phẩm này phụ thuộc vào cái thời gian sử dụng. Thường sau 28 ngày tác dụng của sản phẩm sẽ giảm, nên là cần có kế hoạch sử dụng đều đặn và dài hạn để duy trì cái hiệu quả. Đối với những người muốn có kết quả nhanh hơn, có thể đến các cơ sở thẩm mỹ để điều trị. Tại đây bạn có thể được điều trị bằng laser, lăn kim hoặc là bưu da để loại bỏ các cái sắc tố nhanh chóng hơn. Tuy nhiên các cái phương pháp này thì đòi hỏi chi phí cao hơn và cần được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm. Sau khi điều trị nám tại các cơ sở thẩm mỹ thì bạn cần tiếp tục sử dụng các cái sản phẩm để ức chế sắc tố như là acid salicylic, arbutin hoặc là vitamin C để ngăn chặn cái sự tái phát của nám. Việc điều trị nám là một cái quá trình dài và kiên trì. Bạn có thể lựa chọn điều trị tại nhà hoặc là các cơ sở thẩm mỹ tùy
theo điều kiện cá nhân, nhưng đừng quên cái việc chống nắng là bắt buộc để đảm bảo hiệu quả điều trị. Hy vọng cái video này thì sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách điều trị nám mảng tại nhà hoặc tại các cơ sở thẩm mỹ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy dành tặng Mai Soha một lượt like nhé. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment bên dưới video này, Mai Soha sẽ làm những video tương tự để giải đáp cho các bạn. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Mai Soha để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.